Sao? Lại thất tình à? Trông cái mặt mày ngu như thế kia thì làm sao mà tán được gái? Mày phải như tao đây này. Rồi, bố mày biết rồi. Mũi mày cao, mắt mày một mí như Hàn Quốc ấy. Tao nhìn như người Lào. Lào hay Hàn Quốc thì quan trọng. Quan trọng ấy là mày phải tỏ ra nguy hiểm. Tỏ Tỏ ra ra nguy nguy hiểm. hiểm. Tỏ Tỏ ra ra nguy nguy hiểm. hiểm. Tỏ Tỏ ra ra nguy nguy hiểm. hiểm. Tỏ ra nguy hiểm. Chị ơi, Anh không có ý thức à? Bao nhiêu người xếp hàng ngoài kia kìa. chị ơi, chuyện cấp bách lắm Chúng tôi rồi ạ. chưa làm việc, mời anh ra ngoài. Chị ơi, bạn em đang nằm nhà rồi. Nằm nhà rồi cơ à? Vâng ạ. Thế anh cần gì? Bán cho em cái bao cao su. Gì? Vui. À, món quà hôm trước em tặng anh ấy, anh có thấy thích không? Thích. Ai bảo này, thằng Tuấn nhà em ấy, nó 14 tuổi mà nó đã có người yêu rồi đấy. Gì? Bây giờ ấy, anh lên làm quản lý rồi, anh nói chuyện phải cho rõ ràng vào, nói cho có đầu có cuối. Nhất là người lớn ấy, anh phải nói chuyện lễ phép chứ. Em thấy anh nói chuyện cứ bột chà bột chuột ấy. Biết chưa? Rồi, rồi, anh biết rồi. Cho anh hôn bạn một cái nhá. Em anh phải nói cho các bạn ấy nhá. Em đừng nhìn ra đằng kia xem. Có thấy cái gì không? Thấy. Hàng cây đã minh chứng cho tình yêu của chúng mình. Phải không anh? Xe anh mất mẹ nó rồi. Chúng ơi, con này ngon, tóm nó. Từ từ. Cái gì? Chúng mày phải bước qua xác tao đã.